Đúng là bạn sẽ không biết là mình sẽ có bộ dạng như thế nào qua lời kể của người khác đâu. Hồi cấp 2 nó là một cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà mình không ngờ là bản thân mình trong mắt của người trong cuộc, những người học chung cấp 2 của mình lại có một cái bộ dạng thê thảm và tội nghiệp như vậy luôn. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ kể với mọi người về thời đi học của mình. Nhưng mà thay vì tập trung vào những cái sự kiện bên ngoài á, thì mình sẽ dùng những cái sự kiện, những cái biến động bên ngoài đó để mà hướng vào bên trong, nói về cái tôi. Và xem đối diện với những cái biến cố năm xưa, bản thân đã thay đổi như thế nào. Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Đường link để phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Bắt đầu vào cấp 1. Có thể lúc đó thì mình hoạt bát nè, hóm hỉnh nè, nên là các bạn chung lớp rất là thích chơi với mình. Hơn thế nữa, một cái hành động, một cái lời nói mình nói ra lúc đó đều có thể trở thành trào lưu trong lớp luôn. Mình không hề nói quá. Thì cái khoảng thời gian cấp 1 ấy như là trải đầy hoa hồng đối với mình vậy. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại nha, có thể xuất phát từ chính cái sự ngưỡng mộ, cái sự tán dương không ngừng của mọi người xung quanh lúc đó, nó làm cái tôi to lên từng ngày. Cái tôi nó chính là suy nghĩ, đánh giá của mình về thế giới xung quanh. Như thầy Minh Niệm đã từng nói, cái tôi to nó là một cái tặng phẩm của ông trời. Người có cái tôi to là người được ông trời ưu ái ban tặng cho nhiều tài năng. Nhưng mà nếu mà cái tôi quá to thì bạn sẽ không nghe thấy gì, cũng chả nhìn thấy cái gì cả. Mình thì không tới độ cực đoan như vậy, hoặc có thể nói là chưa tới cái mức độ ấy, thì mình đã gặp một cái cục đá cản đường, một cái vực trắng. Khi mà nha, suốt nhiều năm trời mình vẫn cho rằng thật là xui xẻo khi mà những đứa bạn cấp 1 của mình, khi mà lên cấp 2 thì tụi nó được chuyển vào chung một lớp, đó là lớp 69. Còn bản thân mình thì lại đơn phương độc mã được chuyển vào một cái lớp chuyên 611. Có tiếng không có miếng. Khi mà mang danh là lớp chuyên nha, nhưng mà những cái con người ở đây họ cư xử không hòa nhã một tí nào cả. Và thêm nữa là có thể họ đã quen biết nhau từ trước rồi. Nên là khi mà mình chuyển vào cái lớp chuyên ấy, mình như một kẻ bị cho ra rì vậy. Một người hoạt bát như mình làm sao chịu được cái cảnh là không có bạn bè chứ. Huống hồ gì cái trải nghiệm luôn được cả lớp cũ yêu quý. Nó như thôi thúc mình phải bắt chuyện làm quen với đám bạn ở hồi cấp 2. Nhưng mà trái ngược lại với kỳ vọng, họ cư xử rất là thô lỗ và nói nhiều câu khiến mình rất 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 là tổn thương. Rồi từ đó mình dần nảy sinh cái khoảng cách đối với lớp. Cái tôi nở dần ra ở hồi cấp 1 á, thì giai đoạn này nhận về vô số sự sát thương. Khác với hồi cấp 1 á, cấp 2 mình chọn cách thu mình đi. Mình rất sợ gây ra sự chú ý và mình chỉ muốn sống ẩn dật nhất trong cái giai đoạn này. Khi mà được cô mời đứng giữa lớp đọc bài á, là tâm trạng lúc đó mình run tới toát hết mồ hôi hột luôn và không thể nào tập trung mà làm theo cái yêu cầu của cô luôn. Mình cũng luôn tự phủ nhận giá trị của bản thân mình. Mình rất mẫn cảm với việc nhận được một cái lời khen từ ai đó. Bởi sâu bên trong á, cái tôi nó đã bị tấn công mạnh mẽ và vụn vỡ. Khi mình nhận được một cái lời khen từ người đối diện ở cái giai đoạn đó là mình sẽ luôn ra sức phủ nhận. Không đâu, tôi làm gì được vậy? Bạn nhìn lầm rồi đó. Phủ nhận mà tới mức mà nếu mà người ta có cố gắng khen á là mình biểu hiện một cách cực đoan luôn. Đúng là bạn sẽ không biết là mình sẽ có bộ dạng như thế nào qua lời kể của người khác đâu. Gần đây có dịp thì mình giới thiệu một người bạn hồi cấp 2, một người bạn hiếm hoi thời cấp 2. Thì khi mà những người bạn hiện tại hỏi là
mình của hồi cấp 2 có bộ dạng gì, là kiểu mình của hồi cấp 2 như thế nào ấy. Thì nhận được một cái câu trả lời từ người bạn xưa là mình có phần rất là ngạc nhiên luôn. Mình biết cái giai đoạn hồi cấp 2 nó là một cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà mình không ngờ là bản thân mình trong mắt của người trong cuộc, những người học chung cấp 2 của mình, lại có một cái bộ dạng thê thảm và tội nghiệp như vậy luôn. Khách quan mà suy nghĩ tại cái thời điểm này á, cái việc mình luôn hướng trọng tâm tới lớp 6-9, lớp có những người bạn hồi cấp 1 của mình, và mình chọn tách mình ra khỏi 6-11, nó là một điều có thể hiểu được. Nhưng mà nó sẽ như một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn vậy á. Mình không cho đó là lỗi của mình, nhưng mình của hiện tại sẽ có một cái cách cư xử khéo hơn. Mình không nói hiện tại mình cư xử mọi thứ một cách ok 10 trên 10 hết, nhưng hiện tại mình sẽ bình tâm và mình sẽ có một cái cách cư xử khéo hơn. Vì tính ra nha, cái thứ tình bạn mà mình luôn tôn sùng với lớp 6-9 á, thật ra nó cũng không đẹp đẽ và bền chặt như mình vẫn tưởng. Ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới, rồi cũng sẽ có những người bạn mới. Có thể hôm nay người ta nhớ tới bạn, ngày mai người ta nhớ tới bạn, ngày mốt người ta cũng nhớ tới bạn, nhưng lâu hơn nữa thì chưa chắc. Mọi thứ nó đều vô thường, mọi thứ nó đều thay đổi không ngừng. Quan trọng là hiện tại của bạn là gì, và hiện tại là bạn đang ở với ai. Nếu mà hiện tại không như ý bạn muốn, và chưa thể, mình dùng từ chưa thể nha, chưa thể thay đổi, 6-11 nó là một lớp không lý tưởng, nhưng nó là hiện tại của mình, thì hiện tại mình sẽ mặc kệ. Mình sẽ tập trung vào việc học và trau dồi bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày. Còn về phương diện giao tiếp á, thì ai ok thì mình giao tiếp, ai không ok thì mình sẽ không nói chuyện, không giao tiếp thôi. Chứ mình sẽ không đeo vào một cái cặp mắt kiến để rồi tự hạn hẹp chính bản thân mình. Không. Và một cái sự kiện cột mốc khác ở thời cấp 2, đó là mình bị một bạn hổ báo, cáo trồn, đánh. Nguồn cơn của sự việc là xuất phát từ cái suy nghĩ á, là mình nhận thấy là khi mà mình cố tỏ ra hổ báo, mình cố tỏ ra giận dữ á, thì có thể giết gà dọa khỉ. Những đứa cấp 2 á, không dám đụng tới mình và không dám chọc ghẹo mình. Điều đó một lần nữa không sai, đúng không? Đây là một cách mình tự bảo vệ bản thân mình mà. Chính cái tôi đã đưa cho mình cái suy nghĩ đó. Nhưng mà đúng ra ta nên sống thật với chính bản thân mình. Đừng cố biến mình thành một cái phiên bản thật là hoành tá tràn ở phía bên ngoài, nhưng mà bên trong thì lại rỗng ruột. Mình đâu có biết quýnh ai đâu, nhưng mà cứ phải tỏ ra thật là giận dữ, thật là hổ báo. Thế là đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Nếu là mình của hiện tại, phải diễn tả sao ta? Mình sẽ bình tâm lại. Thật ra nếu mà bình tâm thì sẽ nhận thấy là có nhiều hơn một cách được đề xuất bởi cái tôi lúc đó. Không phải hiện, không phải gì cũng im im để rồi bị người ta ức hiếp. Mình sẽ tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, thay vì phân tán sự chú ý, bị lo lắng bởi những cái ánh mắt, những cái sự chú ý của những người xung quanh. Vì lúc đó bị sao lãng, bị lo lắng bởi những cái ánh mắt của mọi người đổ dồn về bản thân mình, nên là lúc đó mình đã không thể né được cái cú đánh đó. Kết quả là mắt mình chảy máu, một bên mắt bị chảy máu, và suốt một khoảng thời gian là không thể mở lên được. Nói tới đó thì vẫn rất là biết ơn vì giờ phút này vẫn có thể ngồi ở đây bình an vô sự, dùng đầy đủ cả hai con mắt để mà tương tác với mọi người. Vẫn rất là biết ơn về điều đó. Qua cấp 3 nha, thì dù đỡ hơn cấp 2 nhưng mà mình vẫn còn trong cái guồng bị kìm kẹp. Mình hoạt bát trong khung khổ. Đúng ra thì chỉ có mỗi cấp 1 là mình được sống đúng với chính mình đúng nghĩa luôn á. Cấp 2, cấp 3 thì mình luôn khép mình và luôn sợ bị chú ý á. Chính vì cái điều đó nên là có rất nhiều điều mình muốn làm trong giai đoạn này, và chỉ có trong giai đoạn này mới có những điều ấy, nhưng mà mình đã không dám làm. Rất là tiếc.
khi mà nhìn sâu vào bản thân mình á, thì cái giai đoạn cấp 2, cấp 3 là lúc mà các cô, các cậu sẽ có xu hướng thể hiện bản thân mình. Cái tôi nó rất là lớn ở cái giai đoạn này. Như mình có nói lúc đầu á, thì trong suốt một khoảng thời gian dài, mình đã cho thật là xui xẻo khi mà cấp 2 mình đã vào trúng một lớp không lý tưởng. Nhưng khi mà ngồi soạn lại cái content này á, thì mình nhận thấy mặt tốt của cái việc này á, nó ngăn cản không cho cái tôi mình nở ra quá to. Nhưng mặt tệ á, nó để lại hệ quả cho mình trong suốt một cái khoảng thời gian. Phải diễn tả sao ta? Như là trong một cái căn phòng thật là nhiều người, thì mình luôn xếp mình ở vị trí cuối cùng. Mình tự ti và luôn phủ nhận giá trị của bản thân mình. Cái tôi là cần thiết ở một đứa trẻ. Cái tôi bảo vệ đứa trẻ ấy. Và đứa trẻ chỉ có thể gọi là lớn lên, chứ không thể gọi là trưởng thành nếu mà không có cái tôi. Chung quy thì tất cả những biến cố trong cuộc sống đều là để dạy cho chúng ta một bài học. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video tới giờ phút này. Và cũng cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.